Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tin chính sau đây. Hai cựu tư lệnh thuộc vùng cảnh sát biển sắp hầu tòa với hàng loạt tội danh. Lùm xùm bay nghệ sĩ Việt bị tố ở Tây Ban Nha khi nghệ sĩ ngó lơ quy tắc ứng xử. Hủy kết quả bán đấu giá đất thủ thiêm, doanh nghiệp chỉ mất tiền cọc. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh bị đề nghị kỷ luật. Lập nhóm giải cứu người Việt sập bẫy việc nhẹ lương cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt băng, rạch túi, móc ví người dân tại nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin hai cựu tư lệnh vùng thuộc cảnh sát biển sắp hầu tòa với hàng loạt tội danh. Thưa quý vị, Toán quân sự quân khu 7 đã ban hành quyết định ngày 12 tháng 7 tới đây xét xử vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Vụ án có 14 bị cáo của 4 người từng thuộc lực lượng cảnh sát biển là Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, Lê Xuân Thành, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, Phùng Danh Thoại, Cựu đại tá, cựu trưởng phòng xăng dầu cảnh sát biển, Lưu Thái Đức, cựu thiếu tá, cựu phó trưởng đoàn trinh sát 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Có 5 bị cáo từng công tác thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, gồm Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng Kiên Giang, Phạm Văn Trên, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, cựu đồn trưởng biên phòng Cảng Trường Long Hòa tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Thanh Lâm, cựu trung tá cựu hải đội trưởng 2 thuộc biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Các bị cáo khác không thuộc quân đội gồm Lê Văn Phương, cựu đại tá, cựu phó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Trà Vinh và nhóm thuộc các đơn vị dân sự Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải, Cao Phước Hoài. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai trong 3 ngày tại trụ sở toán quân sự quân khu thủ đô với sự điều hành của thẩm phán Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là ba sĩ quan, gồm Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Thiếu tá Trịnh Văn Dũng và Thiếu tá Ngô Xuân Khang. Trước đó cuối năm 2021, Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh. Ông Lê Xuân Thanh bị xác định với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Cảnh sát Biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước, nhận hối lộ. Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cảnh sát biển, phó bí thư đảng ủy tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán rút tiền từ ngân sách nhà nước, nhận hối lộ. Năm 2022, ba bí thư cũng kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thế Anh, vị này bị xác định là chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, nhưng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Cựu đại tá Thế Anh còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý sử dụng tài chính trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại. Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh được cho là có liên quan đến đường dây nhập lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu do công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Không chỉ bao che mà còn chỉ đạo ông Trùm đường dây này cho người thân được tham gia mua bán tiêu thụ xăng lậu. Tuy tiếp theo, lùm xùm bày nghệ sĩ Việt bị tố ở Tây Ban Nha, khi nghệ sĩ ngó lơ quy tắc ứng xử thưa quý vị và các bạn vụ việc hai nghệ sĩ Việt gặp scandal khi du lịch ở Tây Ban Nha tạo nên cơn chấn động không nhỏ công chúng phản ứng trái chiều dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng lên án phẫn nộ và có những bộ phận thấy tiếc cho người của công chúng có thể tiêu tan sự nghiệp vì những cáo buộc chưa rõ sai đúng nghệ sĩ đồng nghiệp thân cận với hai nghệ sĩ này gần như giữ im lặng tuyệt đối trên mạng xã hội trên truyền thông ngay cả lãnh đạo hai đơn vị nghệ thuật nơi họ làm việc cũng thận trọng khi buộc phải lên tiếng trả lời báo chí ấy thế nhưng cũng có một số nghệ sĩ như là Kiều Thanh, Kim Oanh lội ngược dòng dư luận, bênh vực hai nghệ sĩ bằng lý lẽ và phát ngôn thiếu tỉnh táo. Kiều Thanh đã chuẩn bài đăng trên Facebook bênh vực hai nghệ sĩ Việt, thế nhưng phát ngôn của cô được nhiều diễn đàn chia sẻ rầm rộ. Khán giả không thể đồng ý với nữ diễn viên này về những phát ngôn như đàn ông đi nước ngoài nào chẳng thử. Dù không chủ động thì bạn bè bị tác động, người hâm mộ mời, tặng. Kiều Thanh còn mỉa mai những cô gái ở nước ngoài phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12-13 tuổi. Quan điểm xa lệch của nữ nghệ sĩ bị dư luận chỉ trích dữ dội. Không riêng Kiều Thanh, diễn viên Kim Oanh cũng gây bão dư luận khi bênh vực đồng nghiệp bằng cách móc máy những người không đứng về phía hai nghệ sĩ Việt. Trong đó có đoạn, nói chung đi chơi mà bị mời lên phường thì đen rồi, chết vì thiếu hiểu biết. Khác với Kiều Thanh, ẩn đi bài chia sẻ gây tranh cãi, Kim Oanh tiếp tục bảo lưu quan điểm và chia sẻ nội dung với dòng điệu thách thức. Vậy nên tôi bênh các bạn tôi đấy Tôi bênh đồng nghiệp tôi đấy thì sao Các bạn làm đúng tôi cũng bênh Làm sao tôi cũng bênh Bênh ngu tôi cũng bênh Và nguồn phản cảm gây sốc của nghệ sĩ Và những người hoạt động nghệ thuật không lạ Tháng 12 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử với kỳ vọng đưa ra thước đo chuẩn mực cho ứng xử và phát ngôn của nghệ sĩ trên công chúng. Đó là quy tắc cô đọng trong hoạt động nghề nghiệp, ứng xử với đồng nghiệp công chúng, ứng xử trên báo chí truyền thông và không gian mạng trong đó nhấn mạnh đến bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn khách quan, không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm. Và ngôn lệch lạc và phản cảm của những nghệ sĩ như là Kiều Thanh, Kim Oanh làm dấy lên làn sóng phản đối của dư luận, thậm chí đòi tước đi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của họ. Các chuyên gia văn hóa thẳng thắn mổ xẻ câu chuyện, pha ngôn lệch lạc của một số người hoạt động nghệ thuật. Nhà thơ, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phong Việt cho rằng đã có một bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, Thế nên bất cứ phát ngôn nào của nghệ sĩ, dù trực tiếp hay gián tiếp thì đều nên cân nhắc, vì nó liên quan đến hình ảnh của cá nhân cũng như là sự tác động đến công chúng. Trong vụ việc vừa xảy ra, chúng ta vẫn đang trong tâm thế chưa biết rõ chân tướng sự việc như thế nào. Do đó, ở góc độ cảm xúc, có thể hiểu được vì sao những đồng nghiệp của nghệ sĩ đang trong diện nghi vấn, lên tiếng bảo vệ những người họ quen biết. Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi việc lên án hay bao biện lúc này không mang đến giá trị tích cực nào cả, Nguyễn Phong Việt nói. Anh phân tích, Việc lên tiếng trên các trang mạng xã hội nơi không có bộ lọc nào trước khi đăng lên, mô hình chung có thể gây ra những hệ lụy không đáng có cho người lên tiếng. Thậm chí trong nhiều trường hợp bị vạ lây và dù rằng chúng ta chẳng hề liên quan đến sự việc, họ nên chọn một thái độ trung hòa và chờ đợi vụ việc được đưa ra ánh sáng. Lúc đó việc lên tiếng cho cái đúng hay cái sai của nghệ sĩ với các đồng nghiệp đang liên quan vẫn chưa hề muộn. Anh Việt bài tỏ chia sẻ với phóng viên phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội cho rằng việc một vài nghệ sĩ có những chia sẻ thông cảm với những vi phạm của đồng nghiệp là cách họ mong muốn thể hiện sự chia sẻ động viên đồng nghiệp vượt qua khó khăn áp lực của dư luận mong muốn dư luận có một cách tiếp cận khác đối với nghệ sĩ là bên cạnh một thân phận đặc biệt họ cũng là người bình thường cũng có thể mắc những lỗi thông thường rất cần được tha thứ tuy nhiên Tôi cũng hiểu rằng nghệ sĩ có một vị trí xã hội hết sức đặc biệt. Họ là những người được công chúng ngưỡng mộ, ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, thái độ, hành vi, lối sống của công chúng. Đặc biệt ở nước ta, nghệ sĩ luôn được mong chờ trở thành những tấm gương sáng cho xã hội để truyền cảm hứng về tính hướng thiện, về đẹp cho công chúng. Chính vì thế vinh dự càng lớn thì trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ lại càng nhiều. Đó là lý do xã hội khát khe nhiều hơn với nghệ sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nêu. Không chỉ có hiện tượng bênh vực nghệ sĩ mà còn có những người đu theo lùm xùm của nghệ sĩ trên mạng xã hội. Nếu trường hợp nghệ sĩ nào đó mượn sự việc ồn ào của nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi, gây ra sự tò mò, quan tâm của công chúng đối với bản thân thì càng trở nên nghiêm trọng về mặt đạo đức nghề nghiệp, hết sức đáng lên án. Nghệ sĩ phải ý thức rõ về chuyện này khi để họ có những chia sẻ, phát ngôn cần phải hết sức thận trọng, tránh ảnh hưởng đến môi trường lành mạnh, mong ước của công chúng đối với vẻ đẹp của nghệ thuật được thể hiện qua người nghệ sĩ cũng như hình ảnh của chính họ. Tôi luôn có một niềm tin rằng nghệ sĩ có vai trò giúp xã hội khai mở về cái thiện, cái đẹp và tình yêu thương. Vì thế khi làm tròn trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp của mình, họ thực sự là những người đáng trân trọng. Đó là điều cả xã hội mong chờ nghệ sĩ. Ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh. Tin tiếp theo, hủy kết quả bán đấu giá đất thủ thiêm, doanh nghiệp chỉ mất tiền cọc. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, quá 180 ngày kể từ ngày ra thông báo thuế, hai đơn vị còn lại trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không nộp đủ tiền thì kết quả sẽ bị hủy. Thời hạn 180 ngày về thanh toán theo hợp đồng cũng đã kết thúc vào ngày 6 tháng 7. Theo đó, khi hủy kết quả trúng đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá chỉ mất tiền cọc còn lại các khoản tiền cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trích thu từ tài khoản doanh nghiệp hoặc tiền chậm nộp cũng sẽ bị hủy và trả lại cho doanh nghiệp. Cũng theo thông tin từ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thuế đã thu được 20% tiền đặt cọc và tiền cưỡng chế trích từ tài khoản ngân hàng của hai doanh nghiệp chung đấu giá hai khu đất Thủ Thiêm nhưng không đóng tiền sau 180 ngày. Cụ thể, công ty cổ phần Shin Mega đặt cọc hơn 203,75 tỷ và 40,45 triệu đồng trích từ tài khoản ngân hàng, cưỡng chế tài khoản. Số tiền sử dụng đất còn nợ tính đến ngày 6 tháng 7 là hơn 3.892 tỷ, trong đó tiền sử dụng đất còn nợ hơn 3.796 tỷ và chậm nộp hơn 96,1 tỷ. 20% tiền cọc của công ty cổ phần Dream Republic 115,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất 820.916 đồng trích từ tài khoản ngân hàng cựu chế tài sản. Số tiền sử dụng đất còn nợ hơn 3.799 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất còn nợ 3.704 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 500 triệu đồng, chậm nộp 94,5 tỷ đồng. Sau khi thông tin, lãnh đạo cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo điều 6 hợp đồng bán đấu giá, hai doanh nghiệp này đã vi phạm hợp đồng về nguyên tắc vi phạm hợp đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hủy quyết định bán đấu giá thành công. Khi hủy quyết định bán đấu giá thành công, cơ quan thuế sẽ hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất. Khi cơ quan thuế thông báo hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất thì thông báo số tiền chậm nộp mà cơ quan thuế theo dõi trên ứng dụng sẽ đồng thời bị hủy bỏ. Đại diện Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ngày 10 tháng 12 năm 2021, bốn công ty đã trúng đấu giá bốn lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, hai công ty trúng đấu giá hai lô đất Thủ Thiêm đã bỏ cọc, là công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên tập đoàn Tân Hoàng Minh. Với lô số 312 có diện tích 10.059,7 m2 đã gửi tâm thư xin bỏ cọc vào cuối tháng 1 vừa qua. Sau đó công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh có văn bản xin bỏ cọc lô đất 39 với diện tích là 5 chín m 2 Hai doanh nghiệp còn lại sau 180 ngày đã không nộp tiền theo thông báo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền 4 doanh nghiệp tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm đã đặt cọc tổng cộng 1.051 tỷ đồng. Cụ thể, công ty cổ phần Dream Republic cọc 115 tỷ đồng, công ty cổ phần Shin Mega 203 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt cọc hơn 588 tỷ. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh cọc hơn 145 tỷ. Chuyển sang tin tiếp theo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh bị đề nghị kỷ luật. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số đảng viên tại tri bộ văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bí thư Chi bộ, Tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Dực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bí thư Chi bộ, Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Tránh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng OCOP, phụ trách kế toán Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, có vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Ánh, ông Dực và bà Bình có vi phạm trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP về quản lý sử dụng tài chính, tài sản tại văn phòng. Ngoài ra, ông Đặng Đình Giang, trưởng văn phòng hành chính tổng hợp văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh được xác định có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Một số tập thể cá nhân khác cũng bị xác định có khuyết điểm vi phạm chưa đến mức kỷ luật nhưng phải được kiểm điểm trách nhiệm giúp kinh nghiệm nghiêm túc. Được biết tại Hà Tĩnh sau gần 4 năm triển khai chương trình OCOP đã có 249 sản phẩm của 193 chủ thể được công nhận đạt chuẩn, trong đó 14 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 235 sản phẩm đạt 3 sao. Tuy nhiên năm 2021 Do một số sản phẩm vi phạm quy định không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì nhãn mát không có nhận diện nên đã bị thu hồi. Tiếng tiếp theo lập nhóm giải cứu người Việt sập bẫy việc nhẹ lương cao tại Campuchia thưa quý vị mới đây tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan của Việt Nam và Campuchia đã đưa về nước khoảng 400 trường hợp hướng dẫn can thiệp hỗ trợ pháp lý cho khoảng 1.500 công dân gặp khó khăn Cập nhật tình hình bảo hộ công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động ở Campuchia. Bà Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia thường xuyên phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng và các địa phương ở trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới Campuchia. Cơ quan chức năng của Campuchia thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ, hỗ trợ các trường hợp công dân khó khăn, hoạn nạn để đưa về nước. Bà Hằng dẫn chứng việc lập các nhóm công tác chuyên trách để xử lý yêu cầu hỗ trợ của công dân đang cảnh báo lên hệ thống trang điện tử và tài khoản mạng xã hội của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và cơ quan chức năng Campuchia trong việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải cứu công dân Việt Nam là nạn nhân một cách kịp thời và có hiệu quả. Theo bà Hằng, hiện có đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia 24 trên 7, có đường dây nóng của Cục lãnh sự để tiếp nhận thông tin về các nạn nhân cũng như thông tin cảnh báo khác, phối hợp của các cơ quan trong nước đặc biệt là các cơ quan báo chí để thông tin tuyên truyền cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân. Với sự phối hợp của các cơ quan trong nước, đặc biệt là sự phối hợp rất chặt chẽ của phía Campuchia, tới nay các cơ quan của hai bên đã đưa về nước khoảng 400 trường hợp. Đồng thời hướng dẫn can thiệp hỗ trợ pháp lý cho khoảng 1.500 công dân gặp khó khăn trong xuất cảnh đi lại, gia hạn cư trú hay có hành vi vi phạm pháp luật sở tại. Bang nói và cho biết. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như Campuchia để tăng cường điều tra, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh với mục tiêu giảm và sớm đẩy lùi tình trạng này. Trước đó, báo chí đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng các đối tượng dụ dỗ người Việt qua mạng xã hội nhằm lôi kéo sang tại Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Mức lương được dự báo lên tới cả nghìn đô một tháng, nhưng khi các nạn nhân sang tới Campuchia, thì được giao công việc giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Các nạn nhân cũng bị ngăn không cho về Việt Nam. Tin tiếp theo, bắt băng rạch túi móc ví người dân tại nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 7, công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Võ Thị Mai Thi 48 tuổi, ngũ quận 4, Nguyễn Văn Lai 30 tuổi, quê Ninh Thuận, Trần Văn Chiến 36 tuổi, quê Cần Thơ, Châu Thị Thủy Sâm, 48 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nhóm chuyên giàn cảnh rạch túi, móc ví người dân đến khám, chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở quận 5 do Võ Thị Mai Thi cầm đầu. Trước tình trạng người dân liên tiếp bị rạch túi, móc ví khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trợ Rẫy, Bệnh viện chấn Thương Trình Hình, Bệnh viện Giang Hàm Mặt Trung ương, Công an quận 5 lên kế hoạch triệt phá nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát nhận định băng của Thi hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi và chọn thời gian từ 5 đến 9 giờ hàng ngày để gây án. Sau nhiều ngày đeo bám, 5 giờ ngày 6 tháng 7, băng của Thi xuất hiện tại bệnh viện chấn thương trình hình rồi di chuyển qua bệnh viện trợ rẫy. Tại đây, xâm đứng ngoài cảnh giới, ba người còn lại vào bên trong tìm con mồi. Thấy người phụ nữ mặc áo khoác có ví tiền trong túi đang đứng ở quầy lấy số khám bệnh, thì tạo tình huống chen lấn để lai móc túi lấy ví rồi truyền cho chiến cất giấu. Lúc này các trinh sát ập vào khống chế cùng với tăng vật là chiếc ví chứa 5 triệu đồng. Ở ngoài cổng xâm cũng bị công an vây bắt đưa về trụ sở đấu tranh. Qua làm việc thì cùng đồng bọn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác tại các bệnh viện ở quận 5 với phương thức thủ đoạn tương tự, tài sản trộm cắp được, cả nhóm chia nhau tiêu xài. Theo công an quận 5, bằng trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò chặt chẽ về người trực tiếp móc túi, che chắn, đánh lạc hướng bị hại, cảnh giới giữ tài sản. Hiện công an quận 5 tiếp tục điều tra xử lý. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.